Điện thoại này bị sao nhỉ? Ồ, hôm nay cái áo giữ nhiệt làm cái vẻ đẹp lắm ấy anh ạ. Mà rẻ nữa chứ. Hello mọi người. Hello các tình yêu. Chia sẻ livestream em tặng quà nhá. Đầu like nha các chị yêu nhá. Cho em cái áo giữ nhiệt lam vào đây thì hàng suốt đấy. Cái hàng về 200 cái. Hello mọi người. Em chào chị Đặng Hoàng Thảo Ngân nhá. Hơi muộn quá rồi chị em mình sẽ bỏ qua cái khâu gọi là chơi mini game nhá. Cứ lên đủ view thì em bắt đầu tặng quà. Lên 200 view là ngày hôm nay em tặng một đôi bốt 0 đồng. Ok, chờ cứ lúc nào lên cho em 200 chị gái này. Bây giờ là 10 phút đầu like nhá. Nếu lên được 200 chị gái em tặng bốt 0 đồng. Được chưa các chị? Còn bây giờ các chị lên nhanh cho em vào cái là bây giờ em lên muộn quá ấy, tại vì hàng về nhiều, khách sỉ đến đóng hàng xong bây giờ em mới xong việc ấy các chị. Được chưa? Tình yêu nào vào like rồi bấm like, chia sẻ bài giúp em 2 lần trang cá nhân, 5 lần hội nhóm nha. Em chào chị gái Đỗ Hà, em chào chị Thanh Hồ. Đấy các chị, tiếng em bắt đầu khản hết rồi này, nóng à, lạnh quá ấy các chị. Bây giờ các chị xanh săn hàng cho em. Ngày hôm nay em sẽ xả áo giữ nhiệt của bé, áo giữ nhiệt nam. Các chị nhá, áo giữ nhiệt nam hàng cao cấp luôn này. Cho em xả các tình yêu với giá bao tiền ạ? Áo giữ nhiệt nam. Được chưa? Ủa đẹp lắm, còn nhiều mẫu. Anh làm đây để em bán 3 cái đi, bán 3 cái một đi, chất đẹp dã man luôn. Hello tất cả mọi người nhá. Em chào chị Lê Lan, em chào chị gái Nhật Vân nhá. Em chào chị Giọt Sương, em chào chị Thanh Hồ, em chào chị Đào Nga. Chia sẻ bài của em cái đi ngơi. Áo giữ nhiệt lam hàng suốt này. Nhưng mà các chị nhìn cho em này, hàng đầy đủ size nhá. Đấy, đầy đủ size này. M, L, XL, 2XL cho chị em mình đến size đến 75 cân. Được chưa? Nhận hàng riêng hàng nam nhá. Rẻ nhưng chất liệu là phải đẹp. Ok chưa? Riêng nhà em Trang bán hàng nam thì các chị biết rồi đấy. Từ trước đến giờ bán hàng nam, nếu như mã nào em bảo là bình thường thì nó bình thường các chị nhá. Chứ còn chưa bao giờ những bán những cái mã xấu cho các chị. Hoặc là gì ạ? Hàng nào em bảo đẹp là rất là đẹp luôn. Tình yêu nào mình chốt mã này. Cái này anh mặc size bao nhiêu đấy? Ok chưa? Có lên size 2X này. Em chốt được các tình yêu nhà mình với giá bao tiền ạ? Trời ơi, 95.000 đồng 3 chiếc cho em. Mua một cái, hai cái là 35.000. Chị yêu nào mình nhanh tay, mình comment nhanh cho em mã này luôn. Mẫu này kể cả trai cả gái đều mặc được. Chia sẻ bài hộ em cái đi ngơi. Được chưa ạ? Em lên tua nhanh. Mã này cho em là mã gì ạ? Ủa dồi ôi, thanh nhí đặt được chưa anh ơi? Rẻ một cách số điện thoại. Ok chưa? Em lên rẻ nhanh cho các chị. Áo em mặc có đủ size nhá các chị yêu nhá. Áo em mặc có size M, L, XL. Lát em sẽ lên luôn. Tình yêu nào mình chốt mã này, mình comment cho em là rẻ một kèm số điện thoại được chưa ạ? Rẻ một nhá. Em có đủ size các chị mua cho các anh mặc ở nhà này, mặc đi ngủ này, mặc bên trong áo cho em. Cho em xin những cái móc kia đi. À, mặc ở nhà này, mặc đi ngủ, mặc bên trong gọi là áo lót cho em nha các chị yêu nhá. Áo giữ nhiệt của nam, của nữ đều mặc ok mã này. Chị yêu nào mình chốt mã này mình comment nhanh giúp em là rẻ một, 35.000 một cái, hai cái vẫn 35.000, mua 3 cái em tặng còn 95.000 đồng. Nhận hàng các bác bỏ hàng ra kiểm tra hàng cho em. Được chưa? Chất liệu là cốt tông 100% nhá, không bay xù, không co rút. Các chị nhìn cho em này, chị nhận đồ rồi đẹp lắm em nha, em cảm ơn tình yêu luôn ạ. Cái này các chị lên đơn cho em mã là rẻ một cho em nhá. Em có đủ size từ 40 cân cho đến 75 cân. Được chưa? 75 cân đổ về, các chị lên đơn cho em mã này luôn là rẻ một. Có quần nam không? Em có quần nam. Chị yêu nào lên like nhớ bấm chia sẻ nhá, đủ 200 chị gái đi để em tặng bốt. Được chưa các chị ơi, lên đơn cho em mã này luôn này. Được chưa? Anh ơi nghe khách. Các chị lên đơn cho em mã này luôn là rẻ một kèm số điện thoại. 35.000 đồng một cái. Một cái, hai cái là 35.000 đồng. Còn gì ạ? Mua từ 3 cái cho các anh trở lên là còn 95.000 đồng. Đã gọi là quá rẻ rồi. Các chị nhận hàng, các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Xấu hoàn về. Được chưa? Có ga chờ giường, có ga chị ơi. Hôm qua đặt mà chưa thấy gọi điện. Rẻ một cho chị sao đấy?
Nó lên thêm 10 thảm mét 6. 10 thảm mét 6 nữa, ok. 10, à cái này comment rẻ một chị Minh Hà. 40 cân các chị nha, có hàng các chị nhìn cho em này, hàng suốt ạ. Đầy đủ size này, nó còn ghi size này, ghi chiều dài, các kiểu luôn, ghi giá tiền ở đây. Tình yêu nào mình comment mình lấy cho em mã này luôn là rẻ một. 40 cân cho đến 75 cân. Chị yêu nào lấy một cái, hai cái là 35 nghìn. Riêng hàng lam em nói luôn nhá, đẹp là em bảo đẹp luôn. Được chưa? Đẹp là bảo đẹp luôn, còn xấu là bảo xấu ở các tình yêu mình luôn. Lên đơn cho em má này luôn là rẻ một, chất cực kỳ đẹp luôn. Không bay, không xù, không dão vải gì hết nha. 100% là chất liệu là cốt tông. Chị yêu nào mình chốt mình comment giúp em là rẻ một, chín cứ 35.000 đồng một cái. Cho em cái áo em đang mặc đi. 35.000 đồng một cái, hai cái, ba cái, hai cái, một cái vẫn là 35.000, hai cái vẫn là 35.000. Mua ba cái trở lên em tính còn 95.000 đồng, được chưa? Rẻ một cho chị Maria Nguyễn này. Em từ từ đấy. Rẻ một cho chị yêu nào nữa đây ạ? Rẻ một cho chị Maria Nguyễn, rẻ một cho chị Minh Huyền Nguyễn, rẻ một cho chị Thúy Ngọc, rẻ một cho chị Thanh Hồ. Ok chị yêu nào mình chốt mã này mình comment nhanh giúp em mã hàng là rẻ một cho chị Phương Đỗ, để lại số điện thoại cho em. 95.000 đồng ba chiếc, mua một cái hai cái là 35.000 đồng. Được chưa? Tình yêu nào mình chốt mình comment giúp em là rẻ một cho em ạ. Chị ơi hôm nay cầm bị rồi, ok chị gái luôn. Diệp Lan Anh bên em chị, mua áo phao cho bé thì ship được. Mua hai cái áo cho bé thì ship được một cái, buồn ghê. Ok chị chắc hôm nay chốt lại đi, tại vì sợ nó hết size. Chờ rẻ một đó chị Phạm Thị Khánh Hà, cho em vào cái page đi anh ơi. Lên đơn giúp em mã hàng này là rẻ một kèm số điện thoại nha. Rẻ một cho chị Quỳnh Như. Em chào chị Trân Đỗ, còn chị yêu nào mình chưa chốt được mã này mình chốt luôn cho em. Đấy, mua cho chồng, cho con trai, cho bố, được chưa? Hôm nay không thấy nhân viên gọi à? Ok chị ok chị Thu Hương Trần Thị này, mai bên em gọi lại cho. Chị yêu nào chốt rẻ một mình comment giúp em là rẻ một. Đây em đang treo vào cái móc của trẻ con. Hàng đầy đủ size số này, M, L, XL, 2XL. Chị yêu nào chốt cái này comment giúp em là rẻ một nhá. 2 là 35.000 đồng một cái. Mua 3 cái trở lên là còn 95.000. Ok chị Vân Thùy có rẻ một, nhanh tay chị yêu nào mình chưa chốt được mình em qua mã luôn nhá. Chị yêu nào mình chưa chốt được mã này mình lên cho em là rẻ một. Khi nào lên bán ga đệm mà ok chị gái luôn, thích các chị thích lúc nào em lên lúc đấy luôn. Được chưa? Các tình yêu mình thích lúc nào em lên lúc đấy. Cái rẻ 2 của em này này, ấm vô cùng luôn nhá. Tiếp tục em lên rẻ 2. Các chị giật mình về giá luôn. Được chưa? Rẻ 1 cho chị Vân Thùy, ok chị. Rẻ 2 của em này có hai màu thôi, nhưng mà hàng nhà em là có size nhá. Em để lại con này mặc gọi là sướng. Ok chị Mai Hồng Nguyễn có rẻ 1, chị Nhật Long Cute có rẻ 1, chị Lớp Linh có rẻ 1. Em chốt có 2XL đến 75 cân thôi. Có 1m82 mét chị nhá. Nào. Bây giờ các tình yêu lên đơn trên mã này là rẻ 2. Được chưa? Tầm mấy giờ mới nhận được hàng á chị ơi? Em không biết đâu các chị nhá. Ngày mai còn phải xem các chị ở đâu. Ngày mai các chị ở miền Bắc thì một ngày, hai ngày là các chị nhận được ngay. Có ở miền Bắc thì có khi là ngày hôm trước hôm sau các chị đã nhận được rồi. Em chào chị gái Quảng Phương nhá. Đây các chị lên đơn cho em này. Trời ơi con này size to đại luôn. Hàng nhà em là đầy đủ size, không phải free size nhá. Logo này thêu này. Được chưa? Ok chị Phạm Thị Khánh Hà có rẻ một rồi. Tình yêu nào các chị nhìn cho em này, áo bên trong cực kỳ ấm. Rẻ một cho chị Phạm Thảo có đơn. Cái này các chị comment giúp em là rẻ hai cách số điện thoại nhá. Rẻ hai cách số điện thoại cho em, bấm chia sẻ livestream cho em nay em lên muộn quá thật sự luôn. Lên đơn cho em mã này luôn là rẻ hai cách số điện thoại, có màu đen và màu tím than. Mẫu này có màu ghi nữa không anh ơi? Rẻ một cho chị Nguyễn Hương là ok chị gái chia sẻ bài chưa? Rẻ một của có size chị Thủy Hoàng có size. Rẻ một cho chị Phạm Thị Trải ok. Hàng đầy đủ size, kể cả nam nữ đều mặc được cái mã rẻ một cho em. Em cam kết luôn. Đẹp dã man luôn các chị nhá, nhìn cho em này. Nếu như mặc cái này mà xù vải ấy, mà nó bị bắt lông chăn lông chiếc vào em nhận về. Được chưa? Con này nó là hàng xuất dư, em chỉ ôm được có tí thôi, hàng thanh lý. Chị yêu nào mình chốt rẻ 2 à, rẻ 1 mình comment là rẻ 1. Cứ 35.000 một cái nhá, 35.000 đồng một cái. Hai cái, ba cái là hai cái, một cái, hàng một cái, hai cái là 35.000 đồng. Các chị mua từ ba cái trở lên em tính còn 95.000. Em chào chị Tiện Lò nhá. Mới được có 300 mấy lượt chia sẻ thôi. Mỗi chị lên like bấm giúp em xin hai lượt chia sẻ trang cá nhân nào. Ok, rẻ 1 cho chị Nhi Thảo. Tiếp tục cho em mã tiếp theo. Cái mẫu này có màu ghi không anh ơi? Trời ơi, mẫu này của em là từ 40 cân. Cái áo này phải mặc rộng. Được chưa? Áo này là của em là phải mặc rộng nhá các chị yêu nhá. Áo này của em là phải mặc rộng rộng một chút, kiểu áo hoodie. Chị yêu nào chốt cái mã này comment giúp em là rẻ 2 đấy ạ. Đẹp dã man luôn. Em xin phép bán một mã này bằng giá sỉ luôn cho chị em mình cùng mua lẻ. Xin phép mã này em bán đầu like bằng giá sỉ rẻ 1. Rẻ 1 chị Hoàng Lan ơi, của em có size từ 40 cân đến 72-75 cân. Được chưa? Chị Bùi Tiền có rẻ 1, rẻ 2. Ok chị. Cái này comment giúp em là rẻ 2. Các chị nhìn cho em này. Hàng gọi là đẹp dã man. Mỗi tình yêu chốt lấy 1-2 cái mặc đôi với chồng cũng được.
mặc đôi, nếu như các chị có con bé nhỡ 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 xa rồi các chị mặc đôi với con cũng được, được chưa? Vừa ấm vừa đẹp cho em. Và giá của nó các chị yêu nghe này, rẻ hai kèm số điện thoại, bé trai bé gái hợp chị em mình đều mặc được. Ok chị Mai Quỳnh có lên ga đệm. Ok chị Như Rinh này, Trang ơi cu chị không chịu rẻ một rồi. Ok chị gái luôn, chị Thủy Hoàng. Ok tình yêu, cái này các chị comment luôn là rẻ hai kèm số điện thoại, áo ho đi nhá. Em tặng cái mã này là bằng giá xỉ luôn, các chị xỉ nha, kể cả có những chị đang xỉ đang ngồi đây, em tặng cái mã này cho khách lẻ với bằng giá xỉ luôn, được chưa ạ? 59.000 đồng các chị yêu nhá. Bên trong là lót lỉ ấm, được chưa các chị? Đây áo ho đi, áo ho đi. Chị yêu nào chốt mã này comment giúp em là rẻ hai, hàng đầy đủ size số cho em, từ size 40 cân đến size XL 65 cân đổ về. Chị yêu nào chốt rẻ hai comment rẻ hai, mẫu này chồng vợ mình đều mặc được, con cái đều mặc được hết. Váy trắng đằng sau có size 25 cân chị ơi, tí em lên cho. Rẻ một là áo giữ nhiệt, đúng rồi, có thì có ba màu thôi, nó chỉ có màu nó lá như nhau thôi, rẻ một đấy các chị yêu ạ. Tại vì màu giữ nhiệt là cái áo đấy là mặc bên trong mặc ngủ ấy thì nó chỉ có mấy màu đấy thôi. Chị yêu nào chốt cái này comment giúp em là rẻ hai, cái logo chữ này này, được chưa? Champi này này là thêu này, được chưa các chị? Bên trong là lót lỉ và lưu ý giúp em Trang là hàng đầy đủ size số. Tình yêu nào lấy comment rẻ hai, 59.000 đồng con này em bán giả tặng các chị luôn. Chưa, rẻ hai em chốt, đã bắt đầu chốt đơn này. Rẻ hai chị Xinh Xinh, rẻ hai chị Huyền Ngân, rẻ hai cho chị Như Thảo. Comment giúp em là rẻ hai kèm số điện thoại. Lưu ý là hàng có size không phải là free size, được chưa? Hàng nhà em Trang là đầy đủ size số. Chị yêu là mình lấy, mình comment giúp em là rẻ hai kèm số điện thoại, rẻ hai cho chị Bùi Diệu. Rẻ hai em có màu đen và tím than, cái này hết ghi rồi anh ơi. Rẻ hai kèm số điện thoại là em Trang nhận đơn với giá tiền của nó sẽ là, cho em xin cái bốt vào đây đi anh. Rẻ hai kèm số điện thoại cho em, rẻ hai chị Minh Huyền Nguyễn, ok. Rẻ hai chị Huyền Trần, rẻ hai chị yêu nào nữa đây ạ? Rẻ hai 59.000 đồng, đố các chị mua ở đâu con này rẻ hơn? Rẻ hai chị Hân Ngọc, rẻ hai chị Thảo Trần, rẻ hai chị Villa. Em chào chị Hương Thanh Đoàn, comment giúp em Trang mã này là rẻ hai kèm số điện thoại. Chị Lớp Linh ơi, mai em gọi video chị gái để chị gái xem luôn nhá. Lên đơn cho em mã này luôn là rẻ hai kèm số điện thoại. Mỗi chị cho em xin một nút like, một nút chia sẻ nào. Mỗi chị yêu cho em xin cái này có đủ không? Màu ghi có đủ size số không? Em còn thêm một màu ghi nữa ạ. À, các tình yêu nhìn cho em này, hàng của em chất lượng cực kỳ, không phải sờ vào cái mà các chị thấy nó sùi lên đâu nhá. Con này nó dày, nó lì, dã man. Rẻ hai chị Thủy Hoàng, dạ ok tình yêu. Rẻ hai chị Kim Xoan Lê, các chị nhìn này, thoải mái cho em, không bao giờ bị sổ lông sù vải, được chưa? Chị gái nào mình chốt mã này mình comment là rẻ hai em có 3 màu. Rẻ hai hiện tại bên em Trang đang có 3 màu cho các tình yêu luôn. Em tưởng mẫu này là xỉ đến nhà bốc sạch luôn, bên trong các chị nhìn cho em này. Hàng như thế này các chị không chốt thì chốt cái gì ạ? Bé trai bé gái hoặc là chị em mình đều mặc ok nhá. Đấy, nếu chồng các chị dưới 65 cân là chồng các chị cũng mặc ok. Hàng lưu ý cho em Trang là có size số này. Đấy, size của em là MLXL. Chị yêu nào chốt cái này không cần em phải đọc hết tên đâu nhá. Rẻ hai em chốt tiếp và cho chị Đặng Hoàng Thảo Ngân, cho chị Nguyễn Hiệp ạ. À, ok, chị có quần lam ạ. À, rẻ hai cho em ạ, kèm số điện thoại. Rẻ hai chị Xuân Trần. À, sao em bị đẩy ra không xem được, đã thoát ra vào lại chấm chấm lại cho em xem nào. Em lên Facebook này em sao nhỉ? Đây này lên mãi không vì lên được view này, mới được có 160 mấy chị. Tình yêu nào mình chốt mã này comment giúp em là rẻ hai đi ạ. Bé trai 36 cân thì không vừa, em chốt từ 40 cân, hàng từ size M nhá. Rẻ hai cho chị Cường Mạnh có đơn, đến có đến size XL thôi chị ơi. Cái mẫu này thì em chỉ có size đến XL thôi ạ. Đây các chị nhìn cái chất của nó đây. Đấy, nó không phải là cái dọa cái loại mà kiểu da cá xù xù đâu nhá. Hàng của nó đanh lì mịn cực kỳ. Chị yêu nào mình chốt mã này mình comment rẻ hai em tặng các chị gái với giá là 59.000 đồng. Rẻ hai chị Nguyễn Hằng có đơn, chị Hoa Vũ có đơn rẻ hai này, 40 cân cho đến 65 cân, hàng có size MLX nha các chị nhìn này. Đây hàng nhà em này, hàng của hãng luôn, nó thêu cái chữ hãng này. Được chưa? Chị Thủy Hoàng có rẻ hai luôn ạ. À, chị Oanh Kiều có rẻ hai đây các chị nhà, chị Khánh Phạm có rẻ hai, có thêu chữ hãng này, có size, có số đàng hoàng đây nhá. Có thêu chữ hãng, có size, có số cho em. À, bé trai 35 cân mà không vừa, chị Chân Đỗ có rẻ hai, chị Nguyễn Hường có rẻ hai luôn. Tình yêu nào mình chốt mã này mình comment nhanh giúp em là rẻ hai ạ, kèm số điện thoại, em Trang nhận đơn. Giá là 59.000 đồng nhá, giá là 59.000 đồng. Ôi cái mẫu này thì gọi là các chị không chốt là hơi bị tiếc lắm ạ. Chưa, chị yêu nào mình chốt mã này mình comment nhanh giúp em Trang là rẻ hai cách số điện thoại cho em. Giá là 59.000 nhá. 59.000 đồng một gì ạ? Một xếp vào đây đi. Rẻ hai cách số điện thoại cho em. Xếp mấy đôi vào đi cho nó cao cao lên đi anh ơi, không không nhìn thấy.
chồng chồng lên đây cho em mấy đâu. Rẻ hai cách số điện thoại hôm qua chưa thấy gọi đến chốt đơn. Ok chị Huế Ngô, mai bên em gọi lại nhá. Tình yêu nào mình chưa chốt được rẻ hai mình comment rẻ 259k. Được chưa? Áo nót lỉ ạ. À. Dạ ok, rẻ hai chị Nguyễn Thị Đào có, chị Ngân Hoàng có ạ. Chị Hương Nguyên quần của bé, dạ quần cho bố, ok tình yêu luôn. Mỗi tình yêu bấm giúp em xin hai lượt chia sẻ nào. Dạ ok, chị Trinh Tuyết có rẻ hai luôn, em có ba màu, màu đen ạ, à, màu ghi và màu xanh than nhá các chị nhá. À, cho em màu ghi. Dạ ok chị Hân Ngọc, mai bên em gọi điện chốt màu, các chị lấy màu gì thì lấy. Đây các chị yêu nhìn cho em này. Bốt của nhà em hôm nay về thêm này, các chị nhìn cho em này. Hàng VIP dã man, hàng này các chị đang phải mua với giá là 280.000 đồng. 280.000 đồng một đôi đấy ạ. Chà, hôm nay về là con trai em làm luôn một đôi rồi. Cái hộp giày của Lữ đâu? Hộp bốt của Lữ đâu lại để trong em nguyên thùng chọc ở đây này. Cho em xin một đôi bốt màu đỏ để em để lên cao cùng đi anh ơi. Trời ơi nó đẹp. Còn tình yêu nào mình chưa chốt rẻ hai không? Chị Trang Lê rẻ hai, ok chị em gái mưa rẻ hai, chị Lan Tít rẻ hai, là ok chị à gái luôn. Comment giúp em là rẻ hai kèm số điện thoại cho mình một thảm rộng. Ok chị gái luôn, đợi em một tí xong em lên cho. Bốt đẹp quá, em cảm ơn tình yêu ạ. Cái này lên giúp em là rẻ hai nhá. Đủ size M, L, XL đây các tình yêu nhìn cho em này, size số đánh ở đây này. Đấy chưa? Size số này các kiểu này, hàng hãng của nó này, nó theo chữ hãng luôn. Được chưa? Chị yêu nào mình chốt mã này mình comment giúp em là rẻ hai. Em chào chị Lê Lan nhá. Rẻ hai của em với giá là 59.000 đồng. Cam kết cái này thì các chị mặc thoải mái cho em, không xù, không bai vải. Được chưa? Bên trong nót nỉ rất là ấm. Chị yêu nào mình chốt thì mình comment giúp em là rẻ hai kèm số điện thoại 59.000 đồng một cái nhá. Rẻ hai cho em. Rẻ hai chị Nguyễn Hà, cho chị Thời Ánh, cho chị Lan Thi. Đẹp dã man chưa? 59.000. 59.000 đồng một cái ạ. Chị yêu nào mình chốt rẻ 2 comment rẻ 2 chị Lý Trần à. Đây chị yêu ơi, đợi em tí ạ. Chị yêu nào chốt mã này lên rẻ 2 cho em. Bộ size đại á chị. Ok không để lên trên này trên được. Comment giúp em là rẻ 2 này, bỏ cái điện thoại này xuống để em đọc comment. Rẻ 2 bốt bao nhiêu ạ? À? Bốt hôm qua thì bán rồi. Bốt hôm qua bán rồi, hôm qua chị nào mình chưa xem. Hôm qua đây này cho em xem một đôi đến đây. Cho một đôi màu đỏ đến đây. Hôm qua tình yêu nào mình chưa chốt được thì nay mình chốt lại bốt cho em ạ. Đây để em kê cái bốt lên đây các chị. Được chưa? Còn nó có mền không? Em có nha chị ơi, mền có chị ơi nhá. Lên đâu là rẻ hai kèm số điện thoại. Ôi rét gọi là mặc cái này sướng, vừa đẹp vừa ấm vừa thoải mái luôn. Vừa đẹp vừa ấm vừa thoải mái. Đôi bốt bé trai có size 34 không à? Bốt bé trai như có size đến 3 mới nha. Size đến màu da thì có đến 37. Màu da đâu? Đôi bốt màu da đâu? Đây. Ôi chồng này. Bây giờ em bắt đầu lên bốt cho bé này. Trời ơi, bốt bé trai đi. Được chưa, bốt bé trai em có đủ size đến 37 nhá. Size từ 3, size từ size bao nhiêu đây? Trời ơi, các chị yêu ơi. Đủ size nha. Màu đen là 28 đến 31. Màu da là từ 31 đến 37. Đây, các tình yêu nhìn cho em này. Trời ơi, lên chăn ga đi, dạ ok chị. Các chị chuẩn bị chăn nha. Đợi chồng em tí, chồng em còn phải chuẩn bị đã. Đợi em tí nha, em còn phải chuẩn bị đã. Ui dồi ôi, các chị yêu ơi, xinh lắm ạ. Mày bé gạo thì mình đeo xinh nhỉ. Mày về thêm bốt gì ạ? Bốt bốt xoay nhí rồi ạ. Được chưa? Đầm trắng cho bé bao nhiêu cân? Đầm trắng của em có size đến size là có từ 4 này, 5 6 7 8 ạ, có size đến 25 cân ạ. Có size đến 25 cân, lát em sẽ lên cho. Các chị yêu nha, rẻ hai màu ghi chị Kim Trinh, ok bốt người lớn là em không có, em chưa về bốt người lớn. Em cứ ưu tiên như này các chị nhá. Sắm con trước sắm mẹ sau. Được chưa? Sắm cho con trước sắm cho mẹ sau, tại vì là mua cho các bé để các bé đi học đã ạ. Mua cho các con để các con đi học đã nhá. Tại vì là thời tiết đang rất là lạnh. Đấy, 1 2 hôm nữa nó còn lạnh nữa cơ, nếu như theo đúng dự báo thời tiết, còn nếu như sai thì mình không biết. Ok chưa? Các chị lên đơn cho em xin cái hộp nào. Ba bịch vệ giấy vệ sinh lên đây cho em đi. Anh ơi, cho em xin cái hộp hoặc cho em xin ba bịch. Nhìn mê quá các chị ơi. Con trai em về bảo là mẹ ơi cho con xin một đôi luôn. Bên trong 100% là lót gì ạ? Lót nhung như này. Các chị nhá, 100% là lót nhung như này. Hàng này thì em về cái đã search ngay trên mạng để xem là giá người ta đang bán bao tiền rồi ạ. Được chưa ạ? Này cho em, cho nhớ ngơ cái này. Lật ngược cái màu trắng lên. Ok, cho cái màu trắng quay vào trong đi. Cho cái màu xanh quay vào trong. Ok chưa các tình yêu ơi, bây giờ em lên cho các chị này. Có bốt người lớn không? Bốt người lớn em chưa về hàng đâu. Em đặt rồi nhưng mà em chưa lấy tiền này. Em bảo rồi, em ưu tiên của bé trước xong rồi đến của mẹ sau nhá.
của bé trước xong rồi đến của mẹ sau. Chị yêu nào mình chốt bốt bé trai mình comment cho em này. Trời ơi, em có size đến 37. Hỏi luôn màu đen dưới đấy còn size 37 không? Các chị nhìn cho em phê lắm. Đẹp chưa? Trời ơi, cái này của em sẽ bán ra các tình yêu với giá là 159.000 đồng một đôi. Bốt bé trai, comment luôn cho em là bốt bé trai kèm số điện thoại nha. Màu da em có size từ 28 đến 37 à? 27 đến 37. Màu da em có size từ 31 đến 37 ạ. Được chưa ạ? Chị yêu nào mình chốt bốt bé trai mình comment cho em là bốt bé trai kèm số điện thoại 159.000 đồng một đôi. Em nói luôn này, em trước khi bán một cái gì em đều tham khảo hết giá rồi cho các chị yêu luôn nhá. Yên tâm luôn, hàng này cực kỳ phê ạ. Chị yêu nào mình lấy mã này mình comment là áo em mặc là mã rẻ 2. Rẻ 2 của em chỉ có giá là 100, à, giá là 59.000 đồng thôi. Áo bên trong nốt lỉ nhá. Bên trong nốt lỉ. Chị yêu nào chốt cái mã này comment giúp em là bốt bé trai đi. Bốt bé trai kèm số điện thoại 159.000 đồng, có màu đen. Có màu đen và có màu gì ạ? Màu đen của em là có size từ bao nhiêu nhỉ? Màu đen này size nhí này. Màu đen này thì em Trang có size nhí. Được chưa? Màu đen này là em có size từ... Màu đen là có size từ bao nhiêu nhỉ? Trời ơi, đẹp phê quá các chị yêu ạ. 159. Chị yêu là chốt bốt bé trai, comment là bốt bé trai kèm số điện thoại cho em. Lên len rồi, ok chị, em chào chị Chu Chu, có nhìn thấy chị á gái đấy. 2 tuổi có sai không? Cái này không có sai 2 tuổi. Đợi em một tí nha, cái này em không biết chốt theo tuổi đâu. Cái bốt và giày dép này em không biết chốt theo tuổi đâu nha các chị nha. Em chốt theo sai. Áo em mà có màu ghi chị ơi, áo em mặc là rẻ 2, chị mưa sớm ơi. Lên là rẻ 2 cho em màu ghi, màu tím than và màu đen. Logo này thêu hết nha, hàng của hãng luôn ạ. Chị yêu nào chốt cái mã này comment giúp em là rẻ 2 kèm màu kèm số điện thoại. Hàng đầy đủ sai. Được chưa? Rẻ 2 chị Thúy Nguyên, ok chị. Cái này comment giúp em là bốt bé trai nhá, 159.000 đồng màu đen. Được chưa? Hoặc là 159.000 đồng màu gì ạ? Màu da. Chị yêu là mình chốt mã này mình. Mình comment giúp em mã này luôn là bốt bé trai nhá. Màu da này em có size từ 30 đến 37. Còn màu đen thì em có size nhỏ hơn. Là size từ 2, không nhớ là size từ bao nhiêu nhỉ? Hình như là size từ 22 đến size 30. Đợi chồng em báo lại cái size này nhá. Lên đơn cho luôn là bốt bé trai kèm số điện thoại. Được chưa? 159. Ok chị gái. Quên không hỏi màu, ok chị. Lên đơn cho em mã này tiếp tục là bốt bé gái cho em kèm số điện thoại này. Bốt bé gái cho em bốt bé trai, ok chị Phan Thủy Nhiên. Được chưa? Bốt bé gái này hôm nay em có size nhí luôn. Có size từ 21 trở lên. Có size từ 21 trở lên. Chị yêu nào chốt bốt bé gái comment bốt bé gái. Tối qua đặt hàng chung gọi rồi, ok chị. Chị Chu Chu chưa được gọi điện chốt đơn, may em gọi lại cho. Bốt bé trai ơi chị à. Phương Tòng Thị, ok chị này. Comment giúp em là bốt bé trai kèm số điện thoại. Rồi ôi xinh ơi xinh luôn. Xinh ơi là xinh 159. Rồi em qua mã nha. Chị yêu nào mình chốt mã này mình comment giúp em là bốt bé gái. Bốt bé gái của em thì chỉ có 145 thôi. Bốt bé gái của nhà em là có size từ 27 đến size 37 là 145. 27 đến 37 là 145 nhá. Chị yêu nào chốt bốt bé gái thì comment giúp em là bốt bé gái kèm số điện thoại. Size từ 27 đến 37. 27 đến 37 giá là 145. Còn size từ 20, size từ 21 đến 2 mấy nhỉ? Size nhí này này. Size từ 21 đến 2 mấy nhỉ? Size nhí này. Lấy cho bé gạo này. Size từ 21 đến 26 giá là 125.000. Nghe rõ size nha các chị nha. Size từ 21 đến 26 giá là 125. Còn size từ 27 đến 37 của bé gái là giá là 145. Chị yêu nào chốt bốt bé gái lên, bốt bé gái cho em. Bốt bé gái em không bán màu đen. Bốt bé gái size nhí này là từ 21 đến 25 này. Từ 21 đến 25 ghi vào đi. Chị yêu nào chốt bốt bé gái comment bốt bé gái nhá. Chị yêu nào chốt bốt bé trai comment bốt bé trai. Rồi bây giờ em qua mã chăn luôn. Chăn mày ra các tình yêu đang xả đúng không? Rẻ hai màu đen, dạ ok chị. Coi ly hôm nay bị đẩy ra ngoài á. Coi ly nãy giờ bị đẩy ra ngoài. Bây giờ các chị xem nó ok chưa. Em bảo hôm nay anh đổi mạng, chuyển mạng cao lên nè. Được chưa, coi được chưa mọi người? Các chị coi like được chưa? Coi like được bình thường chưa? Coi like được bình thường chưa? Coi like được bình thường chưa các chị yêu ơi? Coi like được bình thường chưa? Bốt bé gái size 35 dồn, ok chị Vân Thủy. Bé gái thì có màu hồng màu đỏ nhá. Bé gái thì có màu hồng màu đỏ rồi, ok chị. À cái mã này của em này hôm nay về được 60 chiếc thôi. 60 chiếc size từ 15 cân đến size 25 cân.
15kg đến size 25kg 69.000. Rồi ok chị Hiệp Nguyễn có. Đồ bộ bé 35 cân đó chị Lý Trần. Ôi dồi ôi, cái mẫu váy này của em này. Mạng ok mà, dạ em cảm ơn chị luôn. Bốt bé size 22 em bá. Ok chị Ngọc, à size 22 là 125. Bốt bé có size 32 có nha chị ơi. Bốt bé có size này. Size của em là từ 21 đến 25, giá là 125.000. Size từ 27 đến 37 của bé gái đấy, giá là 145.000. Chị yêu nào chốt bốt size gì thì các chị comment luôn. Cái này các chị comment luôn là rẻ 3 kèm số điện thoại cho em 68.000. Rẻ 3 phải không anh ơi? Rẻ 3, mẫu này của em là công chúa size đại nhá. Mẫu này của em này, công chúa size đại bồng xòe kinh khủng, 68.000 đồng một cái thôi. Comment giúp em là rẻ 3 cho em. À, được chưa? Toàn báo lỗi cả không á? À, bốt bé gái nhiêu đấy? Bốt bé gái em vừa lên đấy 25, 125 và 145. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em luôn là gì ạ? Ui dồi ôi, size đến 25 cân. Được chưa? Rẻ 3 cho em ạ. Ui dồi ôi, các chị nhìn cho em cái độ bồng xòe của nó này. Size từ 15 cân đến 25 cân ạ. Cái này em có đúng 160 cái thôi nhá. Cái này mặc bên trong à, bên ngoài các kiểu luôn. Áo em mặc là mã rẻ 2, xem bình thường mà em cảm ơn chị. Cái này comment giúp em luôn, chị nào có đơn hồi chiều thì comment dồn đơn chiều cho em. Chị yêu nào chốt mã này comment là rẻ 3 phải không anh ơi? Rẻ 3 kèm số điện thoại với giá 68.000 đồng, đố các chị mua ở đâu được. Rẻ 3 chị Chu Chu, chị có vé công chúa màu khác không? Ui rồi hôm thì lên màu đỏ, các chị hỏi màu trắng. Nay lên màu trắng các chị lại hỏi màu khác, em không có màu khác. Được chưa? Chị yêu nào chốt cái mã này comment giúp em là rẻ 3 kèm số điện thoại. Cho em xin cái móc của nó này. Rẻ 3 kèm số điện thoại cho em, sao lên trễ vậy em? Đúng rồi chị ơi, hôm nay lên trễ nha. Đó, tại vì hàng nay về nhiều khách sỉ đến đóng hàng cũng muộn luôn. Có áo khoác lam em có nhiều lắm chị Bình ơi. Em có nhiều lắm chị gái ạ. Lên đơn cho em mã này là rẻ 3 đi ạ. Với giá tiền là 68.000 đồng một chiếc thôi. Chưa toàn bộ hàng của Sushi, hàng công ty nhá. Chị yêu nào mình chốt mã này mình comment giúp em là rẻ 3 kèm số điện thoại. 68.000 đồng một cái, đủ size từ size 15kg đến size 25kg. 15kg đến size 25kg, các chị nhìn cái độ bồng xòe của nó sướng đời luôn. Rẻ 3 kèm số điện thoại cho em. Đây là rẻ 3 cho chị Thảo Trần một cái nữa này. Ok tình yêu, còn chị yêu nào chốt rẻ 3 nữa không? Còn tình yêu nào chốt rẻ 3 nữa không? Em qua mẫu nha. Rẻ 3 20 cân cho chị Hồng Phạm, ok chị. À Hồng Trần. Chị yêu nào chốt rẻ 3 comment giúp em là rẻ 3 kèm số điện thoại nhá. Giá là 68k. Giá là 68.000 một cái. Giá là 68.000 đồng một cái, lên đơn giúp em là rẻ 3 kèm số điện thoại. Lên đơn giúp em là rẻ 3 kèm số điện thoại cho em. Rẻ 3 cho chị Minh Hòa, ok chị này, có size đến số 8 luôn. Bốt bé trai là 159. Bốt bé trai là 159 nên quần bò size đại, anh ơi cho em xin cái mẫu quần bò size đại đi. Ok tình yêu, xong để em còn lên thảm lên chăn. Chị yêu nào mình muốn xem chăn mình chấm chấm lên cho em. Rẻ 3 chị Nguyễn Kim Phú Nguyễn có, chị Sinh Sinh có, áo lỉ đi em, áo lỉ là mẫu nào nữa chị? Áo len bé trai 25 cân em có hàng ấy, chị Phương Đỗ có hàng rồi ạ. Chị yêu nào chốt cái mã này, mã em đang mặc thì lên là rẻ 2 nhá. Rẻ 2 của em có màu ghi, màu tím than và màu màu ghi tím than và màu màu đen. Màu em đang mặc là màu đen. Chị yêu nào chốt cái mã này comment giúp em là rẻ 2 kèm số điện thoại. Giá của nó là 59.000 đồng một chiếc. Bên trong có lót lỉ nha, hàng này các chị mặc gọi là thoải mái, các chị, các anh hoặc các bé đều mặc ok. Rẻ 2 kèm số điện thoại cho em 59.000 đồng một cái. Bán gọi là này, được bán cái này bằng đúng giá sỉ cho các tình yêu luôn. Rồi quần bò bé trai vẫn giá như trước đúng không? Anh, cái này em có đủ size này đến 35-36 à. Size từ size 31 đến size 36, các chị size từ size 31 đến size 40 luôn. Toàn bị đẩy ra à. Rẻ 3, một cái 16 cân, 5 tuổi ok chị. Rẻ 3, chị Nguyễn Hường ok chị, lên chăn đi chị. Rồi đợi em một tí nữa em lên chăn. Rẻ 2 dồn đơn chiều ok chị Oanh Kiều. Rẻ 2 của em 59.000 đồng một cái. Tình yêu là chốt cơm hả? Cái mã nào? Áo em mặc là size MLXN, 40 cân cho đến 65 cân. Tại vì cái dáng này mặc rộng rộng một chút nha. Ok chưa, các chị không mặc quá ôm. Áo hoodie 59.000 đồng một cái. Con này bán gọi là cái mã đầu live chiên, các chị cực lớn luôn. Quần bò cho bé trai đây. Ui dồi ôi, size đến 45 cân. Tình yêu là nhanh tay thì có đơn. Vẫn bằng giá là vẫn bằng giá 79 nọ bán lẻ gì. Các chị lên đơn cho em mã này luôn này. Ui dồi ôi, đẹp quá. Chị gái nào chốt mã này comment nhanh giúp em này. Rẻ 3 cho chị Dân Vũ ok. Chị bốt bé gái size 30 ok. Chị Huỳnh Ngọc Thúy cho em xin lại số điện thoại nha chị gái. Em lên đơn cho mọi người mã này luôn. Rẻ 3 25 cân ok. Chị Ngọc Anh Đào có đơn. Ok ok ok, 79.000 đồng đi, chồng nó bon nha các chị nha. Lên size lớn đi rồi đây các chị này. Em có size từ 25 cân đến 40 cân. Chị yêu nào lấy mã này comment là rẻ mấy nhỉ? Rẻ 3 cho chị Ngoan Nguyễn Nguyễn ok chị. Cái này lên giúp em là rẻ 4 kèm kết số điện thoại cho em. Quần bò cho bé trai size đến 45 cân.
Xả ba là cái váy công chúa màu trắng 68.000. Em chào chị cải tây nhá, cho em xin cái lắc nước của em đâu nhỉ? Cái hộp nước của em đâu nhỉ? Cái để ở chỗ bàn chị vừa ngồi làm ấy. Cái này các chị comment giúp em Trang là rẻ 4 cách số điện thoại. Em nhận đơn với giá tiền là 79.000 đồng, size đến 45 cân. Hôm nay em về size đại. Không cần đâu, cho em nước đấy, em vào đây luôn đi, em khát nước này. Cái này lên giúp em là rẻ 4 cho em kèm số điện thoại đi ạ. 79.000 đồng một quần.